Một anh trai bị pháo bắn thẳng vào mặt, netizen bùng nổ tranh cãi. Theo đó, khi Pháp Kiều xuống tương tác với khán giả, khi đang bước quay trở lại trên sân khấu thì pháo điện bất ngờ phụt lên vào người và mặt của rapper. Ngay khi gặp phải sự cố, Pháp Kiều đã né mặt sang phía khác, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu và không thoải mái. Khoảnh khắc này đã khiến nhiều netizen lo lắng cho rapper sinh năm 2001. Tuy nhiên, Pháp Kiều sau đó vẫn tiếp tục biểu diễn đầy năng lượng, chuyên nghiệp và hoàn thành trọn vẹn ca khúc của mình. Sau khi khoảnh khắc này được lan truyền, cư dân mạng đã bùng nổ tranh cãi trái chiều. Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc với cách bố trí điều khiển pháo từ phía ban tổ chức chương trình. Netizen cho rằng phía ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp dẫn tới sự việc xảy ra gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ. Tuy nhiên, số khác cư dân mạng lại cho rằng vấn đề sử dụng pháo điện có lẽ đã được thông báo với các nghệ sĩ từ trước. Có thể do Pháp Kiều quá tập trung vào phần biểu diễn nên quên mất vị trí đặt pháo điện, dẫn tới sự cố không mong muốn. Ngay sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình, rapper đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Theo đó, trong group chat với fan, Pháp Kiều viết rằng: "Hôm nay mình ổn, không sao nha mọi người đừng quá lo. Tôi là cô gái mạnh mẽ, chúc mọi người ngủ ngon giấc mộng."